Thái Lan vỡ mộng vô địch King Cup 2022. Đội tuyển Thái Lan để thua Malaysia ở trận ra quân, qua đó vỡ mộng vô địch King Cup 2022 trên sân nhà. Đêm 22/9, chủ nhà Thái Lan ra quân giải giao hữu King Cup 2022 gặp Malaysia. Dù được đánh giá cao hơn đội khách, song thầy trò huấn luyện viên Manu Bonking vào trận với áp lực suốt 8 năm tuần họa và thua đối thủ này. Quyết tâm chiến thắng và vô địch toàn giải, Thái Lan triệu tập đội hình mạnh nhất, bao gồm hai tiền vệ ngôi sao đang thi đấu tại giải vô địch quốc gia Nhật Bản là Chanathip, đội trưởng, và Supachok. Thế nhưng, Malaysia cũng cho thấy họ không hề lép vế. Tân huấn luyện viên Kim Văn Gông, Hàn Quốc, đã có màn ra mắt ấn tượng cùng các học trò. Malaysia tạo ra vài cơ hội khiến cổ động viên chủ nhà thót tim trước khi Laver Corbin ông ghi bàn mở tỷ số ở phút 32. Trong khi đó, Thái Lan phải chờ tới phút 90+5 mới có bàn san hòa 1-1 nhờ công Pansa Hemvibun. Ở loạt luân lưu, các cầu thủ Malaysia xuất sắc thực hiện chính xác cả 5 cú sút, trong khi ngôi sao Supachok thất bại, gián tiếp khiến chủ nhà thua trận. Thắng luân lưu 5-3 sau 2 hiệp chính hòa 1-1, Malaysia ghi tên vào chung kết King Cup gặp Tajikistan ngày 25/9. Còn Thái Lan phải tranh hạng 3 với Trinidad và Tobago. Như vậy, mục tiêu vô địch của thầy trò huấn luyện viên Manu Bonking đã bị phá sản sau trận thua Malaysia, đồng thời nối dài thành tích 8 năm không thắng đối thủ này, hòa 2, thua 4 trong 6 lần đối đầu từ 2014 đến nay. Kết quả này khiến người hâm mộ Thái Lan thất vọng. Ở mùa giải gần nhất năm 2019, Thái Lan xếp hạng 4 trên 4 chung cuộc sau khi thua Việt Nam trận ra quân và thua Ấn Độ ở trận tranh hạng 3.